Xin chào mọi người, hôm nay mình lại lấy được một ít dao. Cái dao của mình là đã được vệ sinh và bày bán. Giá dao là chưa bao gồm phí ship. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã dao và cái ngày mình ghi trên thanh tiêu đề. Mã dao hôm nay là từ mã 1 đến mã 11. Còn cái ngày là mình ghi trên thanh tiêu đề. Mọi người ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận được các thông báo cho các clip mới tiếp theo. Sau đây mình xin giới thiệu chi tiết từng cây. Thứ nhất là mã số 1, 200K. Cây này có độ dài lưỡi là 14,5cm, bản rộng là 5,2cm và độ dài là 4 ly. Độ dài gần cán là 4 ly, mỏng dần ra ngoài mũi này. Cần gắn này bóng ly nhưng mà nó mỏng nhanh hơn này, nó còn rất là mỏng. Cán gỗ, khâu nhựa. Lưỡi là làm bằng 3 lớp thép. 3 lớp thép carbon. Ốp có rỉ nhưng mà lõi cũng thép carbon có rỉ. Có hai chữ nhỏ nhỏ đây thôi. Mã số 1, 200K. Mã số 2, 250K. Cái này có độ dài lưỡi là 10,7cm, bản rộng là 3,9cm và độ dài là 6,2 ly. Cán gỗ không nhựa. Lưỡi làm bằng thép carbon 2 lớp. Lưỡi 2 lớp thép carbon. Thép carbon là có rỉ, nhưng mà người lưu ý là thép carbon là có rỉ. Bao giờ để bảo quản, bao giờ ăn để bảo quản để khỏi bị rỉ. Cái này còn rất là đẹp. Chỉ có mấy cái đốm nhẹ thôi. Nói chung là rất là bán, rất là đẹp. Chữ nó khác thủ công. Chỉ có nó còn có tên. Mã số 2, 250K. À, cái này chỗ này nó có nứt nhẹ thôi, không sao. Cái nó nứt mà nứt nhỏ thôi, nứt rất nhỏ. Không ảnh hưởng đâu, mình sẽ vô keo cho nó. Mã số 3, 300K. Đây là một cây dao gọt trái cây. Cây này có độ dài lưỡi là 11,3cm, bản rộng là 2,2cm và độ dài là 1,5 ly. Cán gỗ khâu đúc. Lưỡi 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi VG10. Cây này của hãng Toyiro. Hãng Toyiro thì rất là nổi tiếng rồi. Logo nó vẫn còn nguyên. Logo này nó khác là da hay sao, nó vẫn còn nguyên. Bản Toyiro. Mặt bên này cũng có chữ nữa. Cái này còn rất là đẹp. Mã số 3, 300K. Mã số 4, 270K. Cái này có độ dài lưỡi là 16,4cm, bản rộng là 4,4cm và độ dài là 2,3 ly. Cái này 2,3 ly, dài đều ra ngoài này. Cái này khá dài, ra ngoài này nó mỏng hơn một ít thôi chứ còn cũng rất là dài. Cái này 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi carbon. Ở carbon thì chỉ nó có rỉ, rỉ có lõi thôi. Cán gỗ, 3 chốt inox. Chữ nó khác thủ công rất là rõ và đẹp. Cái này còn khá là đẹp. Chung là không có lỗi gì cả. Mã số 4, 270K.
Mã số 5, 500k, cái này có độ dày lưỡi là 15,4cm, bản rộng là 4,8cm và độ dài là 8,2 lây. Đằng trong cón này 8,2 lây, đằng này nó hơi mỏng dần nó hơn cái mũi này. Đây là một cây dao đề ba, cán gỗ khâu nhựa, lưỡi là thép carbon 2 lớp. Đằng giờ này có cái viền là đây là cái văn giữa hai lớp thép của nó. Số lên cái kỹ là sẽ thấy có văn giữa hai lớp thép của nó. Đấy, cái lưỡi đẩy cũng sẽ có đường văn bằng giữa hai lớp thép. Cái này cũng còn rất là đẹp. Chữ nó khác thủ công nha. Mã số 5, 500k. Mã số 6, 500k. Cái này có độ dày lưỡi là 19,8cm, bản rộng là 4,1cm và độ dài là 1,5 lây. Cái này cán gỗ khâu đúc. Cái này cán gỗ khâu đúc. Lưỡi là bằng thép không rỉ nguyên khối. Cái này của hãng Masahiro. Logo nó dập chìm nó vẫn còn. Cái này thì nó hơi có một số cái đốm đen, hơi có một số cái chấm đen. Hơi có chấm đen mặt bên này nó cũng có. Mặt bên này chỗ này nó cũng có mấy cái hơi chấm đen. Hãng Masahiro thì cũng khá là nổi. Cái này có độ dài lưỡi tới 19,8, gần 20cm. Mã số 6, 500k. Mã số 7, 700k. Cái này có độ dài lưỡi là 16,3cm, bản rộng là 4,5cm và độ dài là 1,6 lây. Cán gỗ ba chốt inox khâu đúc, lưỡi ba lớp thép ốp không rỉ, lõi VG10 không rỉ. Cái này của hãng Toyiro, logo nó vẫn còn hãng Toyiro. Đây là một cây Nagiri của Toyiro, ba lớp thép ốp không rỉ, lõi VG10 không rỉ. Mã số 7, 700k. Mã số 8, 700k. Đây là một cây sashimi. Sashimi này có độ dài lưỡi là 23cm, bản rộng là 3,1cm và độ dài là 4 ly gần cán. Dài 4 ly gần cán, ra ngoài này nó hơi mỏng dần ra hơn. Cây này còn khá là đẹp. Lưỡi làm bằng thép carbon 2 lớp, cán gỗ khâu nhựa. Mình đã đánh cho nó rất là bán lố, rất là đẹp. Chữ của nó khác thủ công, cũng khá là đẹp. Mã số 8, 700k. Mã số 9, 1,5 triệu. Đây là một cây dao đề ba có độ dài lưỡi là 18,1cm, bản rộng là 5,5cm và độ dài là 1cm. Cán gỗ khâu sừng. Cái này là khâu sừng riêng nguyên bản của nó, cán cũng nguyên bản của nó. Cán gỗ khâu sừng riêng của nó. Lưỡi là bằng thép carbon 2 lớp. Cái này còn khá là đẹp. Mình cũng đã chà rất là bán vậy. Giao rất là bán lớn, không có lỗi gì cả. Chữ của nó được khắc thủ công rất là rõ và đẹp. Cái này cũng khá là to,
lụa to ra thì cũng ít có. Đưa cả 18 ra lên thì cũng ít. Mã số 9, 1,5 triệu. Dày gần trong này là 1 cm và ra ngoài này nó hơi mỏng hơn. Nói chung giao đề 3 thì cũng kiểu như thế này. Cái này là vớt một mạc dùng cho tay phải. Mã số 9, 1,5 triệu. Mã số 10, 270k. Cái này có độ dài lưỡi là 16 cm, bản rộng là 4,3 cm và độ dài là 1,8 ly. Cán gỗ, hai cháu quy nóc. Lưỡi làm bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ lõi carbon. Cái này cũng không có lỗi gì cả. Cán cũng đẹp mà lưỡi cũng khá là đẹp. Chữ khắc thủ công rất là rõ. Bình thường thì cây này cả 350, nhưng mà này mình sale nó còn 270 hả. Cây Nakiri. Mã số 10, 270k. Mã số 11, 400k. Cái này có độ dài lưỡi là 16,7 cm, bản rộng là 4,6 cm và độ dài là 1,8 ly. Cán gỗ, khâu đúc. Lưỡi bằng thép không rỉ nguyên khối. Logo nó khác là da rồi nó mới in mực lên, còn cũng khá là rõ. Mã số 11, 400k. Mình đã giới thiệu xong một số mẫu dao. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình, nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tên đề. Mọi người lưu ý là giá dao là chưa bao gồm phí ship. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã của nó. Mã dao hôm nay từ mã 1 đến mã 11. Và nhớ cái ngày mình ghi trên tên tiêu đề nữa. Cái mã và cái ngày đang. Mọi người chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để và nhấn nút chuông thông báo để xem các clip mới tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở các clip sau.